Ôi dính cá rồi, dính cá rồi. Ôi dính cá rồi. Ôi dính cá rồi anh em ơi. Ôi dính cá rồi. Quá trời ơi. Lần đầu tiên cả xe mình quay quần vui quá cô ơi. Ừ, cô cũng thấy vậy đó con. Dạ anh em ơi, nó quá nhiều fan yêu cầu team mình câu cá thì hôm nay team mình tập hợp đông đủ rồi, mình quyết định dẫn đến câu lạc bộ cho team mình thử thách câu cá nha. Yeah. Ủa sao mình không ra xong câu mà mình câu ở đây chưa tốn tiền mẹ? Vậy là em không biết rồi, ra xong mình câu á là từ sáng tới chiều không biết có con nào không nữa. Ờ đúng rồi đó em, chứ chắc trong câu lạc bộ này có cá nữa đâu. Đúng rồi, nhưng mà fan đi tụi con trai mình thì câu giỏi đó, nhưng con gái thì sao nè? Bên đây khi dễ mấy em hả? Em hồi hổm em câu được đó. Nó hai chị nè, hai chị biết câu không? Đúng. Không, chị không biết câu. Chị cũng không biết luôn. Đúng. Hả? Không ai biết anh vậy. Bà không biết thì để tôi chỉ cho. Ê ê, em làm gì, em làm gì hả? Biết như của ai không mà em đòi chị? Đúng rồi, chỉ được mà. Trời mà chưa chết em đã biết câu không mà chị? Em 25 năm trong nghề câu cá chuyên nghiệp. Em mới xong có mười mấy năm mà. Thôi anh chị Như đi để anh chị chúc cho. Ok anh, ok ok. Để mình qua chúc nha nè. Team mình đông như vậy câu cá có còn hưởng gì không cô? Còn hưởng gì anh, câu cá đi giải trí vui mà, đúng không anh, đúng không? Đúng rồi em. Giải thưởng gì cô? Rồi còn mới nói đúng không quay là hỏi giải thưởng cũng như không. Thì cô quy định như sau, mấy đứa mà câu được một con cá thì cô sẽ thu mua vô làm 10.000 đồng. Hả? Gì mà 10.000 đồng? Đã như tụi con câu cá bự chụp quá luôn mà cô không có 10.000, uống gì cô? Thì cô nói chung chung là cá nhỏ là 10.000 đồng, nếu mà cá to nữa thì 20, cá lớn nữa là 30, cá lớn nữa 50 chẳng hạn. Càng lớn thì càng nhiều tiền. Chị lỡ con câu nhín con cá 1 ký sao mẹ? Đứa nào mà câu vô con cá 1 ký luôn, cô sẽ thu mua vô là 100.000 đồng. Wow. Cái gì vậy, cái gì vậy? 100.000 hả? Đúng rồi, con cá 1 ký là 100.000 đồng, hễ 2 ký là 200.000 đồng. Rồi cho anh tham gia với. Rồi anh cứ tham gia vô team đi. Okay. Mà em thấy anh không biết con cá có hùng nữa mà chạy lại. Này mới sắm được câu xịn nè. Nè câu xịn nhưng mà không có cá nào đâu. Chuyện này cũng hên xui. Cô ra giải thưởng rất là hấp dẫn luôn, vì là cô tạo điều kiện cho mấy đứa có tiền đi học rồi đó. Wow. Rồi thôi bây giờ là mình triển khai đi. Mình có mang mồi trùng để đi câu nha các bạn. Đó, trùng quá trời luôn. Anh em móc vô đi. Ok ok. Ơi. Hết con nào móc đó. Trời ơi anh Dương, mấy con của em. Mấy anh ơi móc trùng giùm em đi. Đúng. Trời ơi em câu từ đó giờ mẹ em không biết móc trùng, móc tự móc đi em. Không, ừ. Móc trùng nha. Anh ơi móc trùng nè. Ê móc trùng nha. Ê để em móc trùng cho. Để móc cho. Để tụi móc trùng cho. Ơi ngon lẻ nhanh dữ ta. Cô để ý nha. Mỗi lần mà Trang á nhờ tụi con làm gì không có làm, mà Như với Trúc nhờ là tụi con đứa nào cũng giành hết trơn kỳ vậy. Mày mới mà cương. Thái độ vậy là không có được nha. Mới cũ gì cũng phải công bằng nha. Em móc trùng xong rồi, bây giờ mình đi tìm chỗ ngồi đi chị. Chút. À, chị thấy cái dù này được nè, hay mình vô đây ngồi đi. Ơi, cho anh ngồi ké được không? Ôi, em mến. Hôm nay không qua ngồi kế chút luôn mới chịu à. Rồi, thôi anh ngồi ké em cũng được. Mình thấy câu cá này rất lý tưởng luôn á các bạn. Vừa có dù nè, mà vừa có ghế nữa, chắc chắn cá sẽ ăn. Đúng, đúng. Rồi, có hãy xuống. Có ngồi dứt cá rồi luôn, hướng dẫn cho câu cánh ngồi rồi. Giờ mình sẽ đi kiếm cho ngồi các bạn. Ok. Anh với em đi từ kia, anh không okay, cá quá rồi. Ừ. Em mình ngồi chung đi. Ờ, à, dưới đáy kìa, dưới đáy kìa, anh thấy lý tưởng á. Giờ dưới dù đợi cá dính thôi. Sẽ quăng mồi xuống nha các bạn. Hy vọng mình gán dính cá nè 2-3 ký nha. Thì có tiền đi học thôi. Ê, cái vụ này lý tưởng nè, hai anh em mình vô ngồi đây nè. Ờ, em thấy mát nè. Trời báo dữ kẹn. Thôi rồi, giờ mình vô mình đâu thôi. Trời ơi, thả mồi hả? Từ từ. Ủa em câu mé hả Ken? Ờ đúng rồi anh. Ờ em câu mé hồi xưa rồi. Em câu mé là chỉ dính cái nhỏ thôi. Bây giờ anh sẽ chơi ra tới giữa sông nha. Ờ anh hai dán chuông vô đi. Cá câu dễ dính à anh. Ok ok. Ê em ghim vô đầu giùm anh đi. Ừ kẹp vô đầu á. Ê đừng cho đúng dính nhảy nha. Trời trời ok. Của mình là cần câu mé để mình mở cái kèn này ra rồi mình sẽ quăng ra dưới hồ các bạn. Trời ơi. Rồi ok ngồi đợi thôi anh em. Ủa không cái này câu sao không? Nhưng mà cứ quăng đại ra thôi. Đợi. Ok để quăng dùm cho. Ủa sao mày cái hủng nữa? Ông chưa kéo cái đó ra mà. Đúng đúng. Tôi quên. Rồi là quăng sao rồi, chỉ tôi ơi. Ôi, bà mới vô mà bà còn hay hơn tôi nữa. Mà mấy đứa này đứa nào cũng có chỗ câu hết rồi. Mình thấy chỗ này trống nè, mình sẽ câu đây. Bây giờ mình sẽ quăng ra giữa hồ mình câu thôi. Rồi xong. Rồi ngồi đợi thôi. Mình thấy cái hồ này á, nghe chủ nói là cá rất là nhiều luôn. Nhưng mà để coi có dính cá bự không. Các bạn chờ đón xem nha. Trang ơi, chị thấy mấy con cá nó bơi vòng vòng ở mấy cái phao không? Chứ nó không cắn gì chưa vậy? Đúng rồi đó, hồi nãy giờ em thấy á, toàn mấy con cá nhỏ mà không có cá lớn gì đó. Nãy giờ thời gian cũng khá lâu để mình hỏi team mình có thành viên nào câu được nha các bạn. Ok. Tụi con có đứa nào câu được chưa? Nãy giờ có mấy con cá nó bơi vòng vòng cái phao không mẹ? Với cái khâu chuẩn bị mình ồn ào cá nó cũng sợ nó không lợi đó con. Dạ, con câu rồi đi con. Được chưa đâu? Đâu? Dạ, cá phải ngừng bự lắm, bự lắm mẹ. Mình sao rồi? Dạ cô ơi, nãy giờ không câu được cá chán quá. Rồi ráng cố gắng đi, thời gian còn dài mà, có đâu quy định thời gian đâu.
Ăn dạ. Dư sao rồi? Rồi ráng đợi đi nha. Sao rồi Dương? Cô tin tưởng con á Dương, bình thường con bắt cá hay lắm á nha. Dạ. Hello, có không anh? Trời anh đợi nãy giờ một xương luôn mà không có con nào. Trời ơi, anh cần câu xỉn đó nha. Coi chừng lát nữa không có cá là quê với mấy đứa đó. Thôi giờ chắc anh cuốn lên anh đi chỗ khác câu. Chỗ này thấy im quá. Rồi muốn câu chỗ nào câu? Sao rồi Tài? Có nào không? Cô cũng hy vọng con nha Tài, sao rồi mà anh? Dạ không có cô ơi. Không có không? Im ghê à. Im re ha. Ủa Khang không ngồi con làm gì rút vô đây vậy Khang? Cái này nhiều cá rồi con, giờ con dính gì đó. Này sao cô thấy hình như là nó khó ăn hay sao con ơi? Tình hình là nãy giờ mấy con cá nó chỉ ghĩa mồi thôi chứ không có đớp mồi nha anh em. Thấy sao không? Tôi thấy nãy giờ mấy con cá cứ lượn lờ dưới cái phao luôn mà chứ nó không có ăn. Chán lắm. Hay là giờ ăn hét cho mấy con cá nó ăn mồi đi. Hả? Tôi mà hát mấy con cá nó phải là hám động lòng người luôn. Để tôi hát cho mấy nghe nha. Phần là con cá. Cái gì vậy bà nội? Chứ một lần yêu mà. Thôi đừng hát nữa, mấy con cá nó chạy hết trơn rồi kìa. Cái gì? Tôi mà hát mà mấy con cá nó chạy hả? Hồi tôi không hát đâu, nó chạy sao tôi có tiền hưởng được. Chút nó lúc ê, luôn kìa. Dở lên, dở lên, dở lên. Chị Trúc câu. Hay quá Trúc ơi. Câu cái xíu gì đến đây vậy? Ồ cái cây vàng. Hay quá. Cái cây vàng bự chà bá luôn. Ồ. Ồ Trúc hay với con. Ồ hay vậy. Chuyên nghiệp phải lấy lửa rất dễ luôn. Hồi nãy em thấy chị Trúc câu em cũng giật mình luôn á. Ui nó trời ơi. Ủa nãy cảm giác em nãy dựng cá lên sao hả Trúc? Nãy em vừa hồi hộp mà vừa vui đó anh. Ôi em kể nghe nè, nãy em có chạy qua cầm thử á, em cầm ở cái cầu cung với cái cung á. Ủa đã chưa hả? Sợ gãy cái cầu á. Ủa gì mình cũng được dính ha. Trời ơi, cô nghe có cá mà la nguyên cái nhớ mình la điếc tai luôn, cô chạy lại ai ngờ đâu Trúc câu được. Vậy là thành viên đầu tiên đã câu được con cá là lần Trúc nha các bạn. Ủa mẹ mua con cá của chị Trúc bao nhiêu tiền vậy mẹ? Mẹ thấy con cá của chị Trúc có khoảng 200-300 gram nên mẹ mua cái giá trị giá là 50k. Yeah, mình được 50k các bạn ơi. Em với chị đi câu tiếp đi. Ok, chị hơn quá à. Ui, chị Trúc em dính cá bự cho bá luôn kìa. Thôi chắc chị em hơn á, nãy giờ hai anh em mình ngồi đây câu á không dính gì đó, chắc em chuyển qua đây em câu quá. Là lấy đồng tiền của cô khó quá các bạn ơi. Câu nãy giờ nửa tiếng hồ mà chưa dính câu gì luôn. Mình lấy chỗ này được thì mình lại câu anh. Ủa Dương đi đâu vậy Dương? Dạ con đổi chỗ cô, nãy giờ con không dính. Cô thấy ai cũng vậy á, không có là đổi chỗ liền luôn. Sao rồi Trúc, nãy giờ có con nào dính nhất không? Dạ không. Trang sao Trang? Hỏi nói mẹ không có một con. Ôi sao tiếc thiệt chứ, nãy giờ mẹ thấy cá quậy quá trời luôn á. Nó bơi vòng vòng cái phao con không luôn á. Thì bởi vậy, sao rồi Đất? Nãy giờ con câu không dính cá rồi mà cái phao cái chút nhít vậy con. Rồi Minh đâu rồi, bỏ của lại lấy người rồi. Anh đi gắn phao vô rồi, anh nói câu phao kịp khó quá. Có cá rồi với anh. Đâu đâu đâu. Rồi dính cá rồi. Rồi dính rồi, dính rồi. Chú đèn lồi cá vô cả đó đó rồi con cá bự. Con cá bự nha anh em. Ơi cảm giác trời đâu chứ. Nó nặng lắm. Mình nghe chú dính cá nha anh em. Vô. Vô. Cá chê nha dĩa. Cá chê. Wow. Bự to đụng luôn. Hay quá anh ơi. Ôi. Vậy là em thấy cá này mình quăng ra xa em có cảm giác câu cá như thế nào? Cảm giác nặng quá trời ơi, cá nặng. Rồi, con cá này em nói tệ nào cũng gần 1kg luôn, thưởng cho anh 100 cá luôn. Nãy vừa than là thấy đồng tiền của cô khó ai nhận dễ thiệt. Rồi. Thấy con kêu cha lại á, cha chi cho con 50. Chi cho con 10.000 đó. Mình có đỡ không? Lỡ đâu cần câu mình dính sao? Đi. Cá trê vàng bự quá các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời luôn á. Bắt được cái này nè. Rồi bây giờ mình bỏ vô, đây là con thứ hai nha. Wow, con của anh bự hơn á. Ơi, cha em câu được con cá bự hơn của chị luôn rồi kìa. Ơi, để chị gán chị câu vài con đó luôn. Ok, em cũng vậy. Nãy giờ ai cũng dính cá trơn của tôi với bà chưa dính nó như. Ủa, cái phao của tôi đâu rồi? Ủa, tôi tiêu rồi, dính nào đó vượt lên. Lục. Ủa, có nào? Ủa, không có hả? Vậy sao nãy phao tiêu ta? Không nè. Thôi, hạ xuống lại đi. Ồ, anh Dương dính cá. Lấy cái vợt theo. Vợt đâu? Cái vợt đây nè. Dính lấy cái vợt dính ơi. Cái vợt nè, lấy cái vợt. Nè nè. Ờ có kìa, có vợ rồi, hay quá. Cá gì Dương? Wow, cá trê hả? Wow, hay quá Dương ơi. Ờ cá trê này cũng giống chút nãy nè, cá trê cũng vàng nè. Hai quả tan cá trê này cũng bự á. Rồi, cá trê này con thu mua là 50k. Rồi, xong. Nút lửa nữa hả? Trời ơi, chua à. Trời chua quá, khó lấy rồi nha. Nãy cảm giác giật lên sao Dương? Bình thường rồi chứ, câu hoài. Câu hoài ha.
con cá này cô mua 50k luôn. Thế mình câu được con cá trên 50k rồi, bây giờ mình gán câu tới chèo để được nhiều con cá hơn nữa. Trời ơi, nãy giờ thấy hai con cá cũng mới hao quá mà sao mình cầm mới giận, nãy giờ không dính con nào vậy trời. Em biết sao không? Sao? Tại dí anh nặng quá. Nói dí anh nặng gì trời, dí anh nó nhẹ hiều luôn, nãy gió thổi là muốn bay luôn. Bây giờ mình với chị Trúc chuyển địa điểm khác nha các bạn. Chứ chỗ kia xui quá, có mình chị Trúc dính à. Cái dính. Ủa? Rồi không dính rồi. Sao kỳ á? Trời, cái phao gì để múc dưới đây sao dính không? Ủa kỳ ta. Ê vậy kéo lên giùm tôi mà anh. Bây giờ mình sẽ quăng ra giữa hội rồi có cá không nha anh em. Nãy mới thấy chú cộng cá mà ú ú luôn. Ừ, 30 năm kinh nghiệm mà câu cá nha anh em. Ngoài chưa. Ê trời quá em luôn. Ê Minh vậy? Dạ không biết sao không cậu dính cá không Minh? Sao? Là biết sao không? Sao? Cá ơi. Cá ơi. Dính đi cá. Cá anh gì vậy? Lô cá nhảy nhảy chi? Trời ơi, nãy giờ á anh cậu không có dính con cá nó trơn, anh phải múa trụ cá nó cắn mới được. Cá nó chạy đó. Có đâu, anh đang đọc thầy chú. Múa đi, lại đó. Múa chung nhanh đi. Đây anh mấy anh, cá dính kìa. Dính đâu. Ủa dính cái này nha. Ủa có đâu em? Ủa tôi cũng đâu có ở đâu, tôi đâu thấy con vịt đâu. Dính này, chị kỳ em. Người tôi nói này bà đừng có buồn nha. Cái gì? Hồi nãy giờ tôi câu gần bà một tiếng đồng hồ, không dính một con cá nào đó hết trơn. Giờ tôi sẽ đi chỗ khác quá. Trời ơi, làm như tôi thì ngồi chung với anh. Thôi đi nha, ngồi đi đừng kêu khó hận nha. Thì khác rồi, nãy con này đứt bỏ nè anh em, mình sẽ lại. Thôi, đợi cá ăn thôi. Rồi dính cá rồi. Ui, dính cá ơi. Rồi nó cá rồi em ơi. Rồi nó ngồi cái cần này thấy không? Trời ơi, nó cong vòng luôn các bạn ơi. Rồi nó nặng. Ơi, cầm dây sao chú? Thử gậy cũng dây ơi. Trời ơi, nó nặng dữ lắm. Dính cá rồi. Cái phao mất tiêu luôn kìa anh em ơi. Ơi, dính cá. Đây nè. Có cái vợ không em? Cá này ơi. Ơi, nó chạy kìa. Đây nè anh em ơi. Từ thôi chú ơi. Đã không chú. Nó nặng đã lắm. Nó nè anh em, nó nè. Nó là tất cả nè. Nó nè anh ơi. Ừ. Nó đó anh ơi. Ôi. Quá trời ơi. Ôi. Đã vậy. Wow. Quá trời đã rồi. Tình, cháu vô cũng lại hên. Rồi hên quá, vừa giật mồi luôn. Nói chưa dạ, chứ giờ là rồi. Hên, vừa giật vừa tới luôn. Ủa, con cá này nó bự, có 2kg không ta? Em chuyên nghiệp đây, con cá này có 2kg không? Thì 1kg, 1kg 2 vậy. Ủa, cá bự gì 1kg, 1kg 2 hả? Con cá to dữ vậy, cá này cao vậy. Anh cao. Vậy là em thu mua lại con cá này cho 200.000 luôn. Trời ơi. Cá khá là to luôn á. Ôi, con cá này là khoảng 1kg, 1kg 2 nha các bạn. Ồ, con cá bự quá giờ mình bỏ vô. Chú cầu bằng cách gì mà dính cá hay vậy chú? Đúng rồi, sợ mấy đứa hào lại cái chú hết hồn luôn rồi. Chú cũng cầu bình thường như mấy đứa thôi mà. Chắc là do là nó khoái chú hay sao á. Trời chứ cầu chỗ nào nhiều cá chú điên cầu cho. Thôi mấy đứa đông như vậy mấy đứa phải tản ra mà dính chứ. Trời, nãy giờ chú thấy mấy đứa ngồi đâu là chú trốn chú cầu không đó. Cá này là phải ngồi im lặng, không được nói nhiều. Mấy đứa ngồi cái bàn tán xù xì không à. Họ hiểu chưa, cái cách của mình câu là im lặng. Dạ, thôi để con câu khuôn này, anh em tẩy nó bỏ nó đi. Trời ơi, tẩy ra. Mình sẽ nghe lời chú, mình sẽ quăng ra giữa hồ. Mình sẽ ngồi đi tụng kinh nha anh em. Ui. Quái chà. Tụng. Ok. Hứi. Lúc mà anh câu một con cá chê tới giờ 2 tiếng đồng hồ rồi chưa dính con cá nào hết, chán thiệt. Trời, em nói rồi, tuy là câu là bọn con cá đó mà chưa chắc gì câu đã dính cá đâu. Em nói hợp lý á. Cá dính hả? Cá chê luôn. Cá gỉ đứt dây luôn hả mạnh? Dạ. Em câu mà em tối ngày em chạy qua gái em chỉ gái câu của mẹ. Em chỉ muốn thể hiện không ạ? Thể hiện nó chứ không vậy. Cá này nó to quá nó bưng cái đứt của em mà kỹ. Dạ còn con cộng à. Ủa sao mà siêu? Cá gì mới gỉ đâu sát đầu đây dữ vậy? Không biết luôn. Ê. Nó để anh vấn lên rồi. Dở lên coi, nhiều khi của mình dính đó, dở lên coi. Có nặng không? Dạ không. Hiểu à. Rồi mất tiêu dây luôn. Hôm nay thì mình đưa ra thử thách này với 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì còn 15 phút nữa là hết giờ. Mình sẽ phỏng vấn từng thành viên cho các bạn xem nha. Ok. Như thế nào Như? Câu nãy giờ mà không dính con nào hết trơn cô ơi. Trời ơi, cá thì nhiều mà hầu như cô thấy câu hình như nó nhát hay sao con? Sao rồi Tài? Hả? Trời, mòn đít bên kia luôn. Không có con cá nào mới qua đây nè. Nay cô tưởng đâu còn câu con cá giống như hổm nữa rồi chứ. Thôi, ngồi đây cố gắng 10 phút nữa. Sao rồi đất? Mạnh.
Không có cô ơi. Cái cây của con bị đứt dây luôn rồi. Hồi nãy chắc nhiều cá lớn lắm bởi đứt luôn hả con? Ủa Trang con đổi hướng luôn hả Trang? Dạ chứ mấy chú kia xui quá mẹ ơi. Con đổi xuống hướng cũng muộn rồi. Còn có 10 phút nữa là sao con được cá nữa. Con thấy mấy anh giật cá thấy ham luôn mà con không giật được. Ok, phút thứ 10 ráng cố gắng nha con. Bên sao rồi bên? Bây giờ buồn hả cô, không dính cá nào không có được cảm giác gì nữa. Bây giờ cũng là 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tim mình dừng nha các bạn. Rồi nãy giờ đứa nào dính cá nè? Con đứa nào cũng dơ hết biết đứa nào. Con không dính cá. Không dính cá thử gì ơi. Rồi bây giờ nè nhắc lại lần cuối ai dính cá? Con. Sao lại có hai ông này ra đây? Hôm nay team mình được 3 thành viên câu cá và người đứng đầu đó là cha của Trang Vinh nha các bạn. Ủa anh em con thấy chú ở đâu không vậy? Chú ơi, ê, ê, chú kìa, chú kìa, chú kìa. Chú kìa. Làm gì chú? Lấy cá nè. Ồ, có thành quả nãy giờ mình câu nè. Lên đi ai, xách lên đi anh. Ờ đúng rồi, giờ nó sảy á. Sảy á. Cá này rất là to luôn. Đổ ra luôn nè, đổ ra luôn đi. Ừ, đổ ra. Ê, đổ ra đi anh ơi, chạm nguyên lượng luôn. Chú Trần da đỏ xích xích vô. Wow. Con này là bự nhất nè. Rồi bây giờ cô thấy được 4 con cá rất là to luôn. Mấy đứa ăn món gì? Dạ to rồi. À, cá bánh lùn đúng rồi. Cá chiên xù. Ừ, cá bánh lùn. Cá tây tượng chiên xù chứ cá bánh tả bánh lùn mới ngon đó mấy đứa. Đúng rồi. Cá trê này bự tả bánh lùn đi. Rồi bây giờ mình về rồi mình tả bánh lùn nha mấy đứa. Dạ. Mình về nhà nha mấy bạn. Ủa mà chị Như có muốn cháy không? Có. Giờ chị em mình lặt rau để cúng bánh tráng ăn nha. Đúng rồi, có con gái con trai xuống nghỉ rồi chơi thôi. Đúng rồi. Về đất. Ê mà phải nhớ lặt nha, cho sạch nha, rồi rửa lại cái kiểu nha. Đúng rồi. Con để cái nặng không vậy, con trai mình phải phụ làm vô chứ. Có làm thì có ăn mấy đứa. Mấy đứa trai ra phụ con cá nè. Dạ. Cho con cá kìa. Muốn làm tả bánh lụa thì đầu tiên mình cần hành hoặc chanh với củ hành hoặc hành tím hoặc hành tây nha anh em. Bữa nay anh Minh dành nó ăn dữ ta. Sợ anh mẹ. Thấy vậy thôi á, chưa hình hẳn cho em chỉ anh Minh rồi. À. Ai nói xấu mình trời. Em nè. Trời ơi. Trời nói xấu mình. Thôi thôi nói thiệt mà. Để mấy ông một hành tí. Rồi thôi. Có rõ củ hành với đặng tắc mà tụi con làm như cái chợ vậy. Xong đưa con làm nước sốt nè. Dạ rồi thôi thôi. Rồi đưa nó tắt đi con đứa đây. Mày cay mắt của cô ơi. Rồi giờ cô sẽ đổ nước tắt lên. Rồi hỗn hợp nước mắm, muối với lại chút xíu bột ngọt. Tiếp theo thì cô bỏ củ hành tím. Rồi mình trộn hỗn hợp lên. Dầu sôi rồi bây giờ cô sẽ bỏ tỏi vô. Tỏi thơm rồi bây giờ cô sẽ bỏ cá vô. Trong thời gian mà đợi cá nó tái á, cô sẽ đổ sốt vô nấu sôi lên. Cái này là nước cốt chanh, nước mắm với chút xíu đường. Cá này á nãy giờ cô xào cũng thấm gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ để qua cái phần nước sốt nó đang sôi nè. Rồi xong. Tụi con chuẩn bị đi, cô đem xuống làm ăn nè. Rồi tả bí lùi của cô chính rồi nè. Nhắc xuống, tụi con chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Ok. Dạ rồi. Dạ rồi. Lên khăn rửa tiệc thôi. Ủa, mình nằm đây mà sao nồi lặn kia kịp ta. Ừ. Ủa, tay con dài mà anh? Dài nhưng mà dài, nhưng mà có tới không cô? Hãy nhường cho mấy bạn nữ chứ. Có anh em nào không biết ra không, để anh chị chưa gói nè. Đầu tiên mình lấy bánh tráng, xong bỏ rau, rồi bỏ cá vô. Trời ơi, rau này còn hết, để anh bóc bỏ vô thêm. Vậy đó. Đó, bỏ càng nhiều rau càng bỏ nha anh em. Ok. Rồi cuốn lại. Em bỏ nhiều rau vô mấy em à. Rồi cuốn lại. Ủa bên bên, con bỏ bún mà. Ờ quên nữa, quên bún rồi, quên. Anh chỉ ta, bà ta chỉ lại ăn thì có. Quên. Đó, em cuốn vậy đã chưa? Dạ, cuốn là vậy, mình chỉ dành cuốn em mà. Ôi, đã vậy. Wow. Để nào cho con thấy tụi con nó bụng hay là cúng nặng nấy bự như cháu vậy. Ủa, quên không, quên bỏ thịt đâu không. Rồi. Nói quá giờ quên bỏ thịt luôn. Bởi bạn nha, ăn thử mình thử chứ nha. Ăn dữ đậm, tới em thử nữa. Ngon quá, ngon không? Ngon quá không, ngon không? Ba em chấm nước mắm đi, để em chấm nước sốt của cá ra cho. Ừ đúng rồi đó, lúc đó bỏ lắm đó chị. Thì là tôi biết ăn á, thử sốt nước sốt luôn kìa. Rồi mấy đứa cho cá đại đi nha. Dạ. Nhiều lắm á. Do nhà Tài có công chuyện bận nên mình đưa Tài về rồi. Bây giờ mình coi team mình nấu ăn xong chưa đây. Rồi mấy đứa đông vui quá, hốc vô chú ha. Tài ơi quên. Rồi rồi, dập tiệc luôn. Ủa mình muốn hết luôn rồi. Còn nhiều lắm. Rồi rồi. Bữa à. Mà mấy đứa ăn xong rồi có nhớ gì không? Dạ không. Chứ chú nhớ đó. Nói được đúng. Này. Không hứa. Đúng rồi. Cô thiếu chú lại nhiêu quên rồi, 250. 250 lát ăn sao đi, tính giờ nó bụng quá rồi. Rồi thôi, vậy mình nhập tiệc luôn nha. Thịnh soạn quá ta, có rau, có bún, đồ đầy đủ quá. Ăn chú ơi, đi vòng ăn hai cuốn nọ, cái bụng luôn à. Lần đầu tiên cả team mình quay quần vui quá cô ơi. Ừ, cô cũng thấy vậy đó con. Dạ, em ơi, no. Ủa, vậy
Mấy anh lúc nào cũng vậy, ăn xong rồi bỏ chạy không mà không có phụ dọn dẹp vậy đó. Để chị với lại chị Như đi chuyển mấy anh cho. Khoan khoan tụi con ơi, trước khi mà bị mấy người đàn ông á, mình chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích thì mình nhớ cho Khoan đăng ký kênh nha. Rồi bây giờ mình chị thôi.